Thưa quý vị, do lưu lượng phương tiện tham gia giao thông khá lớn cùng với một số dự án chậm triển khai đầu tư, nên hiện nay một số công trình giao thông trọng điểm của huyện Cát Tiên đang bị xuống cấp nghiêm trọng, ảnh hưởng rất lớn đến việc phát triển kinh tế xã hội, nhất là đảm bảo an toàn giao thông của địa phương. Thực tế này đòi hỏi ngành chức năng của tỉnh Lâm Đồng cần có giải pháp hỗ trợ để huyện Cát Tiên đầu tư nâng cấp sửa chữa kịp thời. Phản ánh của nhóm phóng viên thời sự xung quanh vấn đề này. Được triển khai xây dựng từ năm 2011, dự án nâng cấp cầu Hai Cô nối thị trấn Cát Tiên với các xã khu vực phía nam của huyện là Phước Cát 1, Phước Cát 2, xã Đức Phổ, có tổng kinh phí gần 30 tỷ đồng do Trung tâm Tư vấn Quản lý Dự án và Kiểm định Giao thông Vận tải, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Lâm Đồng làm chủ đầu tư, đơn vị thi công là Công ty Cổ phần Đầu tư Trung Hậu, thành phố Hồ Chí Minh, đến nay vẫn đắp chiếu nằm chờ do vướng mắc trong việc giải phóng mặt bằng. Các hạng mục công trình dang dở bỏ không, lãng phí nguồn ngân sách, đơn vị thi công này cũng đã bỏ của chạy lấy người. Năm 2016 thì coi như là hầu như không có thi công, quá lãng phí chứ, người dân mong muốn lắm, cầu ở đây hỏng rồi, hầu như là không đi được, xe cộ không đi được nữa rồi. Bây giờ người dân cũng mong muốn là đây có cầu ở đi lại vận chuyển thông thương. Công trình nó kéo dài này nó gây ra nhiều cái ách tắc về vấn đề giao thông, nhất là cái cầu cũ này nó đã hư rồi, nhưng mà bây giờ các cái xe tải lớn là không đi qua được, mà mấy cái xe máy đi thì nhiều khi nó cũng rất là nguy hiểm. Chúng tôi thì là người dân ở đây thì cũng ảnh hưởng rất nhiều về vấn đề sinh hoạt trong cái khâu thi công, những cái vấn đề đi lại lưu thông. Vô số ổ voi, ổ gà, mưa lầy, nắng bụi. Đó là thực tế đang hiện hữu của tuyến đường DH93 thuộc huyện Cát Tiên. Kèm theo đó là nhiều vụ tai nạn gây thương tích cho người dân khi tham gia giao thông trên tuyến đường này. Đường DH93 có chiều dài trên 8 km, được xây đầu tư từ năm 2011, nối trung tâm thị trấn Cát Tiên với địa bàn các xã Đức Phổ, Phước Cát 1, Phước Cát 2 và tỉnh Bình Phước. Từ năm 2013 đến nay, do cầu Hai Cô thị trấn Cát Tiên cấm phương tiện trọng tải lớn và việc đầu tư xây dựng cầu mới cũng chưa hoàn thành, nên nhiều phương tiện thường xuyên qua lại trên đường này, dẫn đến tình trạng xuống cấp. Chính quyền địa phương đã cho sửa một hai lần rồi, thế nhưng mà chỉ có giải đá qua thôi, cho nên là đặc biệt là các mùa mưa là xe đi cày cày càng mạnh càng hư. Từ lúc hư hỏng đến giờ là tai nạn xảy ra nhiều. Đối với cầu Hai Cô thì là vướng về cái công tác là giải tỏa thì cũng chưa được xong nên chưa thực hiện được. Đấy, nên là cái việc đi lại là qua cái cầu cũ thì bây giờ yếu, rất là khó khăn trong cái việc giao thông. Việc xuống cấp của tuyến đường DH93, tiến độ triển khai chậm của dự án cầu Hai Cô và một số tuyến đường giao thông trọng điểm khác tại huyện Cát Tiên đã ảnh hưởng rất nhiều đến sản xuất, phát triển kinh tế, nhất là công tác đảm bảo an toàn giao thông ở địa phương. Huyện Cát Tiên nhiều lần kiến nghị ngành chức năng tỉnh Lâm Đồng hỗ trợ nguồn vốn để sớm nâng cấp sửa chữa, nhưng hiện nay vẫn chưa được giải quyết. Có thể nói trong thời gian vừa qua thì Trung ương, tỉnh cũng đã quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng, đặc biệt là trong lĩnh vực giao thông trên địa bàn huyện để phục vụ nhu cầu đi lại, sản xuất, sinh hoạt cho nhân dân và đảm bảo an toàn giao thông. Bên cạnh đó cũng một số tuyến nữa cũng hết sức bức xúc. Đó là cái tuyến đường huyện, đường DH93 hiện nay cũng đã xuống cấp trầm trọng, đi lại hết sức khó khăn. Hệ thống giao thông mà còn đang bức xúc thì Ủy ban nhân huyện cũng đã phối hợp với các sở ngành để tham mưu cho Ủy ban tỉnh xem xét cái chủ trương đầu tư trong thời gian tới. Giao thông đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội của mỗi địa phương. Hy vọng rằng những khó khăn trong đầu tư nâng cấp các công trình trọng điểm về giao thông của huyện Cát Tiên sẽ sớm được ngành chức năng tỉnh Lâm Đồng giải quyết, góp phần phục vụ nhu cầu đi lại, giao thương hàng hóa, đảm bảo an toàn giao thông ở địa phương.